Kính thú vị, một con chim xe sẻ hoang dã trở thành bạn của cặp vợ chồng già, tinh tự Fukaya. Nhật Bản, một con chim xe sẻ hoang dã đã trở thành một phần của gia đình của cặp vợ chồng già người Nhật sống tại quận Samtaima. Con chim được đặt tên là Pichan đã trở nên gắn bó với Yoshiko Fujino và chồng bà là ông Yoshio trong khu nhà của người cao niên ở Fukaya City khoảng 2 giờ về phía bắc của Đông Kinh. Ban đầu, bà đã gặp con chim vào giữa tháng 10 khi làm việc như một người hướng dẫn giao thông cho học sinh địa phương. Pichan đã theo bà về nhà. Sau giờ làm việc, bà đậu trên vai của bà. Nó từ chối không chịu rời khỏi ngôi nhà của bà. Bà Fujino cho biết, chú chim này giống như một thành viên trong gia đình. Khi họ có khách đến chơi, họ cũng rất vui khi nhìn thấy chú. Pichan cho thấy một tính chất khác lạ của tình cảm đối với con người từ một con chim sẻ hoang dã cặp vợ chồng cho rằng có thể là vì trước đây nó đã từng là một con vật nuôi trong gia đình tuy nhiên pichan có vẻ thật thoải mái ở nhà mới của mình nó liên tục bay lên vai của hai vợ chồng và mổ nhẹ má của họ thậm chí đôi khi còn gây phiền nhiễu khi mổ vào lỗ mũi của ông yoshio kể từ khi pichan trở thành một phần của gia đình fujino thói quen của họ đã là cùng nhau ăn sáng chú chim được cho ăn gạo từ trên bàn tay của hai ông bà trong khi họ đọc báo buổi sáng